gửi tặng đến con một sợi dây chuyền dòng vàng bảo tín Minh Châu và một hộp kẹo sô cô la với một ý là cô gửi tới con là tình yêu cô ấy dành cho con ngọt ngào như những viên sô cô la. Và tiện đây thì cô và cùng toàn thể FC gửi đến con là thật có thật nhiều sức khỏe và con học thật tốt, hát thật hay, càng ngày càng tỏa sáng và thành công trên con đường nghệ thuật con nhé. Chương trình rất là mệt vì cái chuyện đó. Nhưng riêng đại gia đình ta
những người có tình cảm. Người ta nói tình là thứ phi vật thể, muốn cho bao nhiêu cũng được, tình cho không biếu không. Bài đó là cái bài đó rất là lâu rồi, anh tình ấy cũng cho được nhiều, nhưng phải có tình mới cho được, chứ còn trái tim khô queo tình đâu móc mà cho cả đại gia. Cho nên cái tình tình của đại đình nó vĩ đại, nó lớn lắm, nó vĩ đại hơn mọi thứ trên đời này. Cả nhà mời Ngọc Sơn thấy rằng riêng đại đình ta để xem hai coi như là bác cháu Ngọc Sơn Hồ Văn Cường xong là vẫn ủng hộ qua của chương trình. Ngọc Sơn nghĩ rất là kỹ, rất nhiều chương trình cho nên bầu xô khắp nơi rất là khen đại đình ta. Chúng ta hãy vui lên nha. Vâng, tiếp theo bài hát là đầu tiên của nhạc sĩ Quốc Dũng. Ngày xưa Ngọc Sơn hát ở tuổi đôi mươi, bây giờ hai bác cháu sẽ thể hiện lại. Đứng trong cái ô này, ok. Yên tâm, ca sĩ nào Ngọc Sơn đã nhận, những ai mà Ngọc Sơn đã nhận đào tạo rồi, chắc chắn 100% không có một cái hướng nào mà vượt qua hết, sẽ trở thành những con người tốt và được đại đình đáp lại tình thương của đại gia đình và không bao giờ làm đại gia đình ta thất vọng. Cả nhà thấy học đường hát hay không? Hay không? Ca này còn hay đúng không? Hồi xưa ai cũng nói là hát bao nhiêu sao được đúng không? Khó lắm. Rồi đào tạo ngay cấp là con hát rất là tốt. Giọng ca bây giờ Ngọc Sơn rất vui và hạnh phúc hơn mọi thứ vật chất nữa, là tình cảm đại gia đình rồi. Hồ Văn Cường đã hát tiến bộ vượt bậc, Ngọc Sơn nói là gấp đôi ngày trước đúng không? Cả nhà vỗ tay lên. Bây giờ hai bác cháu sẽ hát bài hát phải mang tên là Chuyện Ba Người.